Tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, có một ngôi nhà chung của những người khuyết tật. Ở đó, người khuyết tật có được việc làm, có thu nhập để sống và quan trọng hơn là nương tựa lẫn nhau để bước qua những nghiệt ngã của số phận. Mọi người gọi đây là ngôi nhà niềm tin. Điều đáng nói, tạo dựng và nuôi dưỡng sức sống cho ngôi nhà niềm tin cũng là người khuyết tật. Họ đã tự mình vươn lên để làm điểm tựa cho người khác. 20 năm trước, chị Hồng Hành đã gắn kết những người khuyết tật để cùng tạo việc làm và cùng bước qua những rào cản vô hình giữa họ với cộng đồng. Đó là điều không dễ dàng với chị, một người không may bị bại liệt đôi chân. Chiếc xe lăn là đôi chân của chị Hạnh. Ngày ngày chị vẫn ngược xuôi với bao việc, những công việc không cho riêng mình. Bây giờ, chị Hạnh là giám đốc hợp tác xã Vươn Lên. 42 thành viên hợp tác xã là những người khuyết tật, đều có việc làm phù hợp. Khi thì đan áo len, lúc thì làm ra những con thú nhồi bông và khi thì đánh máy vi tính, photo. Được học nghề và được làm việc, thay đổi bắt đầu từ đây. Nào mà mình cứ trao những cái quà từ thiện, những cái vật chất cho người khuyết tật. Cái đó nó chỉ là một phần thôi, nó chỉ động viên phần nào thôi, nhưng cái chính là mình làm sao mình trao cái cơ hội cho họ để họ được tham gia, họ được hòa nhập, thì bản thân tự động họ sẽ thay đổi hết mọi thứ. Năm 22 tuổi, tai nạn lao động đã biến Duy thành người tàn tật. Nhiều năm liền, Duy sống buông xuôi cho đến khi Duy gặp được chị Hạnh. Cuộc sống với Duy như được hồi sinh khi ở trong ngôi nhà chung của những người khuyết tật. Duy tìm lại niềm tin vào chính mình. Khi tiếp xúc với cô chị anh này nọ thì mình đồng cảm có này, tích cực có này, học hỏi được nhiều việc hơn, cái cuộc sống mình nó thoải mái hơn, chứ không có bị suy nghĩ tiêu cực nhiều. 170 hội viên hội người khuyết tật huyện Đức Trọng nương tựa vào nhau, san sẻ để bước qua cuộc sống còn nhiều trắc trở. Người này trở thành điểm tựa cho người kia từ nghị lực của chính mình và bằng tình thương không giới hạn với những người cùng cảnh ngộ. Cảm thấy mình rất là mệt mỏi, nhưng mà đến khi mà mình tạo được một cái điều gì đó cho hội viên thì tự nhiên tối đó mình ngủ say, mình lại có một cái động lực nữa, là coi như là mình cứ tự thế là mình vươn lên. Thành một chiếc rồi đấy. Không có đôi chân lành lặn để đi, không được nghe thanh âm cuộc sống, nhưng nỗi buồn số phận đã bỏ lại phía sau. Ngày ngày, trong ngôi nhà khá đặc biệt này, sự sống dẫu không sôi động, gấp gáp, nhưng vẫn bền bỉ. Cứ thế, đây luôn là ngôi nhà của nghị lực và niềm tin cuộc sống.